Sau đây mình cho các bạn xem thêm về cái tàu điện ở Nhật. Thì về tàu điện này nhìn trông cũng cũ rồi, nhưng mà vận hành và nói chung chạy vẫn còn tốt lắm. Vì tàu này mình cũng hay đi mà. Đây, con tàu này như thế này đây. Như thế này là cũng chưa được dài lắm đâu. Tại vì cái tuyến tàu này thực ra là tuyến tàu nhỏ với cũng ít người đi lắm các bạn. Mà cái tuyến tàu này thì mình chủ là đi học ấy. Ngoài ra thì người Nhật cũng có đi, nhưng mà chủ là mình thấy ông bà già đi cũng nhiều. Ở bên Nhật mà ông người già rất là đông. Đó, cho các bạn tham quan xem một loại tàu điện mà cũng cũ rồi của Nhật. Vỏ ngoài cũ nhưng mà ruột bên trong vẫn còn xài tốt.